Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 134. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Chương 11. Có một người đau tên là Lazarơ ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarơ đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê em người và Lazarơ. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đang ở. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: Lazarơ bạn ta đừng ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarơ, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazarơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thô-ma gọi là Didim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn Lazarơ trong mộ 4 ngày rồi. Và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 hectare. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu Lazarơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao?
Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng, lạy Chúa, đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm bèn tin ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Giê-xu đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng, người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng, các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng, thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình. Nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết ngài. Cho nên Đức Chúa Giê-xu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ê-phra-im, và ở lại đó với môn đồ. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy chúng kiếm Đức Chúa Giê-xu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng, các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? Và các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lệnh, nếu ai biết Đức Chúa Giê-xu ở đâu thì phải mách với họ để họ bắt ngài. Sách Ca Thương, chương 1. Thành này xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình. Xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đàn bà quá. Xưa vốn làm nữ chủ các quận, nay phải nộp thuế khóa. Nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Mọi kẻ yêu mến nó, chẳng ai an ủi nó. Bạn bè nó phản nó đều trở nên nghịch thù. Giu-đa đi làm phu tù, vì chịu nạn cùng chịu sai dịch nặng nề. Ở đậu giữa các dân, chẳng được chút nghỉ ngơi. Những kẻ bắt bớ đuổi theo nó, theo kịp nó nơi eo hẹp. Các đường lối Si-ôn đang thảm sầu, vì chẳng ai đến dự kỳ lễ trọng thể nữa. Mọi cửa thành hoang vu, các thầy tế lễ thở than. Các gái đồng trinh nó bị khốn nạn, chính nó phải chịu cay đắng. Kẻ đối địch nó trở nên đầu, kẻ thù nghịch nó được thịnh vượng. Vì Đức Giê-hô-va làm khốn khổ nó, bởi cớ tội lỗi nó nhiều lắm. Con nhỏ nó bị kẻ nghịch bắt điệu đi làm phu tù. Con gái Si-ôn đã mất hết mọi sự làm cho mình vinh hoa. Các quan trưởng nó như nay chẳng tìm được đồng cỏ, chạy trốn kiệt cả sức trước mặt kẻ đuổi theo. Jerusalem đang ngày khốn khổ lưu ly, nhớ xưa trải mọi mùi vui thích. Khi dân nó sa vào tay kẻ nghịch, chẳng ai đến cứu cùng. Quân thù xem thấy nó, chê cười nó hoang vu. Jerusalem phạm tội trọng, bởi đó trở nên sự ô uế. Mọi kẻ tôn kính đều khinh dễ vì thấy nó trần truồng. Nó tự mình thở than trở lui. Váy nó dơ bẩn, nó chẳng nghĩ sự cuối cùng mình. Sự sa suốt nó khác thường,
chẳng ai yên ủi nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin xem sự khốn nạn tôi, vì kẻ thù đã tự tôn mình làm lớn. Kẻ thù đã giơ tay trên mọi vật tốt nó, vì nó đã thấy các dân ngoại xông vào nơi thánh nó. Về dân ngoại ấy, Ngài có truyền, chẳng được vào hội Ngài. Cả dân nó vừa đi xin bánh vừa thở than, đổi hết sự vui lấy thức ăn để tươi tỉnh linh hồn mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi đã nên khinh hèn. Hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Xét xem, có sự buồn bực nào đọ được sự buồn bực đã làm cho ta, mà Đức Giê-hô-va đã làm khốn cho ta nơi ngày Ngài nổi giận phừng phừng. Ngài đã giáng lửa từ trên cao vào xương cốt ta và thắng được. Ngài đã giăng lưới dưới chân ta làm cho ta thối lui. Ngài đã làm cho ta nên đơn chiếc, hằng ngày bị hao mòn. Ách của tội lỗi ta Ngài buộc tay vào, cả bó chất nặng cổ ta, Ngài đã bẻ gãy sức mạnh ta. Chúa đã phó ta trong tay chúng nó mà ta không chống cự được. Chúa đã làm nên hư không lính chiến ở giữa ta. Ngài đã nhóm hội lớn nghịch cùng ta, đặng nghiền kẻ trai trẻ ta. Chúa đã giày đạp như trong bàn ép con gái đồng trinh của Giu-đa. Vậy nên ta khóc lóc, mắt ta tuôn nước mắt, vì kẻ yên ủi làm tỉnh hồn ta thì đã xa ta. Con cái ta bị đơn chiếc vì kẻ thù đã thắng trận. Si-ôn giơ tay, chẳng ai an ủi nó. Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp, những kẻ chung quanh nó nghịch cùng nó. Giê-ru-sa-lem ở giữa chúng nó như một sự ô uế. Đức Giê-hô-va là công bình, vì ta đã bạn nghịch cùng mạng Ngài. Hỡi các dân, xin hãy nghe hết thảy, hãy xem sự buồn bực ta. Gái đồng trinh và trai trẻ ta đã đi làm phu tù. Ta đã kêu gọi những kẻ yêu mến ta, nhưng họ lừa dối ta. Các thầy tế lễ và trưởng lão đã tắt hơi trong thành, khi họ tìm đồ ăn để tươi tỉnh linh hồn mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi gặp hoạn nạn, lòng tôi bối rối. Trái tim tôi chuyển động vì tôi bạn nghịch lắm lắm. Ở ngoài có gươm dao làm cho mất, trong nhà có sự tử vong. Người ta nghe tiếng tôi than thở, chẳng ai hề an ủi. Mọi kẻ thù nghe tin tôi bị nạn, biết Ngài đã làm thì mừng rỡ. Ngày Ngài đã rao, Ngài sẽ khiến đến, chúng nó sẽ giống như tôi. Nguyện cho mọi tội chúng nó bày ra trước mặt Ngài. Xin đãi chúng nó như đãi tôi, bởi cớ mọi tội lỗi tôi, vì tôi than thở nhiều và lòng tôi mòn mỏi. Chương 2. Sao Chúa đã nổi giận, vầy mây che khuất con gái Si-ôn. Ngài đã ném sự đẹp đẽ Israel từ trên trời xuống đất. Trong ngày thạnh nộ, Ngài chẳng nhớ đến bệ chân mình. Chúa đã nuốt đi, chẳng thương xót hết thảy chỗ ở của Gia-cốp. Ngài nhân giận đã đổ đồn lũy con gái Giu-đa. Ngài đã xô cho đổ xuống đất, làm nhục nước và quan trưởng trong nước. Trong cơn nóng giận, Ngài chặt hết sừng của Israel. Ngài đã rút tay hữu lại từ trước mặt kẻ nghịch thù. Ngài đã đốt cháy Gia-cốp như lửa hừng thiêu nuốt cả tư bề. Ngài giương cung ra như kẻ thù, giơ tay hữu lên, đứng như kẻ nghịch. Ngài đã giết hết những kẻ làm vui mắt trong trại con gái Si-ôn. Ngài đã đổ giận ra như lửa. Chúa đã trở nên như kẻ nghịch đã nuốt Israel, nuốt cả cung đền, phá tan đồn lũy, làm cho con gái Giu-đa thêm tan chế thảm thương. Ngài đã cất nhà tạm mình đi cách mạnh bạo như thuộc về vườn, lại đã hủy nơi hội họp Ngài. Tại Si-ôn,
Đức Giê-hô-va đã khiến ngày hội trọng thể cùng Sa-bát bị quên đi. Trong cơn nóng giận, Ngài khinh dễ vua và thầy tế lễ. Đức Giê-hô-va đã bỏ bàn thờ, lại gớm nơi thánh. Ngài đã phó thành quách cung điện Si-ôn vào trong tay quân nghịch. Chúng nó làm om sòm trong nhà Đức Giê-hô-va như trong ngày hội trọng thể. Đức Giê-hô-va đã định phá hủy tường thành của con gái Si-ôn. Ngài đã giăng dây mực, chẳng ngừng tay về sự phá diệt. Ngài làm cho lũy và tường thảm sầu hao mòn cùng nhau. Các cửa nó sụp trong đất. Ngài đã phá và bẻ các then chốt. Vua và quan trưởng nó ở giữa các nước là nơi chẳng có pháp luật. Chính mình các tiên tri chẳng tìm được từ Đức Giê-hô-va sự hiện thấy chi. Các kẻ già cả gái Si-ôn nín lặng ngồi dưới đất, đầu đổ tro bụi, mình mặc bao gai. Các gái đồng trinh Giê-ru-sa-lem gục đầu đến đất. Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối. Gan ta đổ trên đất vì sự hủy diệt con gái dân ta. Vì con trẻ và các con đang bú ngất đi nơi các đường phố trong thành. Chúng nó nói cùng mẹ mình rằng: tìm thóc và rượu ở đâu? Khi ngất đi như kẻ bị thương nơi các đường phố trong thành, và khi chúng nó tắt hơi trên lòng mẹ mình. Ta làm chứng gì cho ngươi, hỡi gái Jerusalem? Ta kể thí dụ chi? Ta lấy gì sánh cùng ngươi đặng yên ủi ngươi, hỡi con gái đồng trinh Si-ôn? Sự phá hại ngươi to như biển, ai sửa sang lại được? Các tiên tri ngươi xem cho ngươi những sự hiện thấy giả dối và ngu dại, chẳng tỏ ra tội lỗi ngươi đặng đem phu tù ngươi trở về, chỉ thấy cho ngươi những lời tiên tri dối và sự làm cớ cho ngươi bị đuổi. Những người qua đường thấy ngươi thì vỗ tay, sĩ bán lắc đầu vì thấy gái Jerusalem, nói rằng: có phải này là thành mà người ta gọi là sự đẹp đẽ trọn vẹn, sự vui mừng của cả đất chăng? Mọi kẻ thù nghịch ngươi hả miệng rộng nghịch cùng ngươi. Sĩ bán nghiến răng rằng: chúng ta đã nuốt nó. Này, chắc là ngày chúng ta trông đợi, chúng ta đã tìm được, đã thấy rồi. Đức Giê-hô-va đã làm sự mình định, đã làm trọn lời mà xưa kia mình đã truyền. Ngài đã lật đổ chẳng thương xót, đã làm cho kẻ thù ngươi vui vì cớ ngươi, khiến sừng kẻ địch ngươi cất lên. Lòng dân ngươi kêu vang đến Chúa. Hỡi tường thành con gái Si-ôn, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông. Đừng cho nghỉ ngơi, con ngươi mắt ngươi chẳng thôi. Hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem Ngài đã hề đãi ai như thế. Đàn bà há ăn trái ruột mình, tức con cái ẩm trong tay ư? Thầy tế lễ cùng tiên tri há nên giết trong nơi thánh Chúa ư? Những người trẻ và già nằm sải trên đất trong đường phố, những gái trẻ và trai trẻ ta đều ngã dưới mũi gươm. Ngài giết đi nơi Ngài thạnh nộ, tru diệt chẳng xót thương. Ngài đã nhóm như ngày hội trọng thể những sự kinh hãi của tôi mọi bề. Nơi Ngài thạnh nộ của Đức Giê-hô-va chẳng ai thoát khỏi và sót lại. Những kẻ tôi đã bồng ẵm và thấy lớn lên, hết thảy đã bị quân nghịch hủy hại. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành,
trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.